Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 60 trên 90 thí sinh dự thi đoạt giải. Trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba và 29 giải khuyến khích, tăng cả về số lượng và chất lượng giải so với năm học trước. Các thí sinh đoạt giải là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trung học phổ thông Khoái Châu. Hóa học và lịch sử là hai môn có 100% thí sinh dự thi đoạt giải, trong đó môn lịch sử có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. Căn cứ vào kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hưng Yên dự kiến sẽ có một thí sinh ở bộ môn vật lý đạt 26,75 điểm, một thí sinh ở bộ môn sinh học đạt 26,25 điểm, được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2024 sẽ tổ chức trong tháng 3.